cũng thường thôi. Trường tiền đồ đậu hả? Xuống không đồng chữ cho gì ít bông trắng hả? Trơn khách rồi hả? Dung lượng quá đai, xí vô xóa mấy cái video mà nửa tiếng cái gì mà em đăng lên đầu là gì xóa xí. Ồ, mà máy chị cũng gần hết pin rồi. Lần đầu tiên mà máy mượn hai dung lượng á, wow trời, mà máy máy mình là bao nhiêu à? 512. Chung cha 512 ghi mượn cũng hết. Thôi xong rồi, hôm nay thêm tao tao cắt 12 ghi nữa. Có cao hơn nữa không ta? Chắc không. Ai biết? Để coi 700 GB mà ai dùng cho hết gì, chỉ có chị quay video rồi nó mới hết thôi. Em đi cái hành đi mà thấy tan của chị Loan thôi, chị Loan đó thấy toàn vú à mi gáo gáo đó anh cứ bị hấp dẫn được kệ được chạy không muốn chạy một cái mới không được cáo nướng rửa rồi. Thấy là ngồi mắc nét quá mày ơi. Đừng thấy đâu. Xong rồi không? Đại thì dùng cái gì mà em đưa giá cho muộn nha, em da muộn nhiều lắm cho nó lên đi. Da mỏng này cẩn thận, view mỏng nặng không ấy là rồi thâm lắm bay da luôn chứ thâm gì này mà không gặp đúng người không ra mà về banh mạc luôn. Tại vì em bưu 6 ngày như này. Ngày thứ 6 thì nói đi nặng rồi về mình bôi C rồi phô trắng. Nhanh hết thâm là được. Vì cũng đang hấp thụ những chất tốt á. Chỗ này em đừng nói nè. Xin này. Nó rung rung nặng. À, đang nghiên cứu chị hả?
sướng nổi. Có ai mà họ vô họ bình luận là không thấy mụn mà nặng ra không? Khỏi. Hiểu luôn á. Ê gù gì. Rảnh làm chi vô dịch chi vui chứ. Con nhìn tiếng Anh ghê lắm á. Chắc tôi mua thành siêu sao luôn á. Em thấy vẫn y một câu. Heaven and earth. Thank you for you. Thank you very much. Đúng bài, đúng bài của em không? Như là nơi ngồi á, đăng video viết như đúng rồi á. À, đây là video của Loan Nguyễn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mọi người nhớ subscribe nhé. Bằng tiếng Anh với chị, em bằng tiếng Anh với chị, thuộc luôn. Ủa dịch chứ. Em thấy có bữa à, anh ngồi anh bấm đâu cần dịch đâu. Nghe. Sơ sơ. Lớp 1 là học thôi, thôi nên lớp 1 là học thôi. Nhưng mà ấy kệ, mẹ chị không quan tâm lắm. Học sẽ muốn học. Cho học mụn. Cái hỏi là con sau này con sẽ làm mụn hay cái không? Cái xong kìa, rất con làm chi con nuôi mẹ? Con đá bóng. Chưa đi đá bóng, đi đá bóng. Không không đá bóng mồm đá bóng sao lớn này không làm gì làm cầu thủ đá bóng cầu hiền một vai đá bóng á có chứ không có hả hiền mà thì được bao nhiêu phút này đúng 10 phút này. Giờ này tiệt rồi nha, mất đoạn nha. Trời, đoạn nó 5-6 phút vậy rồi á. 10 phút chứ, chắc 10 phút đó. Chắc năm đầu đó chứ. Sao ơi, trời, không lưu đâu. Bữa trước chị bị lần rồi. Ở đó, không lưu à? Không, không lưu. Chắc đây quả nó ao luôn. Nhưng mà mình cái đi không hay đây này, chứ bình thường mình đâu có gì được. Thì nếu mà hắn như rứa thì chị phải dùng, dùng cách khác chứ em. Chị đâu có... Được cái máy như nơi chứ còn nhiều máy và bị đâu quay và nước là mất không á. Ừ, ai gọi tới là mất. Thấy khách chưa? Chị vậy. Đi đăng lô mà. Mấy người đi. Làm thì nói làm đăng lô. Lùm. Tầm mày. Bị lơ lai lai à. Lê lê hay lai lai. Ba tiếng mình nản à. Thôi khỏi chụp đi giờ rồi. Anh phải dừa em quy ra em bao nhiêu cái tay đó, 50 cái không? Chưa tới mà cứ 70-80 nghìn. Tối nay chị đừng muốn. 20 nghìn là vì chi là được 1 triệu. Bây giờ mi không được làm được tối mi làm gì đâu. Cứ đêm mi làm 2 khách là được như đó thì.
Chị mới muốn bán nhanh không? Chị Hà này, mượn cái điện thoại chị Hà thôi, là mi like một phát là thôi. Ta nói là chị nghĩ là like được chị Loan. Không, là bây giờ mà cậu ấy sao? Chứ không hóa tử hack Facebook. Nó đeo mặt nạ chị Loan. Chụp hình chị Loan á. Ồ, cái nó vui gì? Cái nó là làm nữa thôi chứ. Họ vô rồi. Thường thường là phát trực tiếp là muộn. Đứa mày cho nặng mụn đi có thấy mặt khỉ mẹ gì đâu. Mà biết cái tay chị. Chị mày. Chị ngu là biết chị rồi. Facebook ghê rồi hả? Thâu đi. Ta giả điên đó. Ta giả điên thử coi răng đó. Làm như chị Loan là đi núi xuống răng á. Lừa được ai đó. Chị nói thiệt thấy mà thì chị làm như chị Loan đi núi mà núi lâu rồi. Thì em núi gì không kìa. Thì dưới chân núi gì ạ? Tết nay chị quyết định là chị đi xe vô nhà em. Xong rồi chị sẽ đón em với Huệ đi lên Sapa chơi. Đi không? Đi. Đi luôn, đi sau luôn à. Đi luôn, đi xe. Nhưng mà Tết Tết đi Sapa không đẹp nữa, Sapa tháng 11 mới đẹp. Kìa. Dám rồi, Tết đẹp. Tết là lạnh teo chim luôn mà giờ. Không teo. Lên đó rồi biết teo hay không? Tết teo ngay. Chị có thể mới biết thôi. Teo lạnh quá teo. Tâm mày hả nghe? Không, em nhiều cái phải hỏi chị ạ. À. Chứ em kiểu ngây thơ lắm. Vô số tội em. Tao biết Hà ngay thơ vô số tội rồi. Thiệt nhiều cái tao thấy bằng ngay thơ mà tao cũng sợ á, giống như là giả đò á. Nhưng mà không, nhưng mà chị biết không biết thiệt. Giống bị ngu á. Không, ngu thiệt. Gà đi gà. Gà mất dịch mẹ. Vừa rồi á, thì chung em học được nhiều thứ lắm. Em học thêm nhiều thứ. Em lớn lâu rồi mà chị em biết. Hà lâu lâu cũng xén xúa lắm nè. Trời ơi, xúa xén lắm á chị. Tình cảm lắm á chị. Chưa đỡ rồi. Dùm bi á. Thiệt á. Dùm già rồi. Chứ trẻ em cũng xén lắm. Mà trước mấy đứa bạn em là em hay chế ra mấy cái câu chuyện đó kìa. Kết đẹp á chị kìa. Mình trên trường mà sau mình biết chuyện. Này. Chị nói thiệt đàn ông mà ít có ai mà như ông Bi thì là không đi chơi, không cái gấu cái cho đi đó. Nhiều hồi chị đòi làm. Năn nỉ luôn á. Em mà như bị bính lại liền, trong mấy bút liền. Năn nỉ đi chơi đi, ta cho đi với gái luôn, không cho mình chịu khổ ghê. Điên quá. Chị cho biết đi chứ. Nghe học hỏi nha. Đây, đúng rồi, đàn ông mà phải đi, phải đàn ông là khác phụ nữ, ta mà là đàn ông thôi, tao quen làm tram con. Thật ra em mới đi thì cũng được cái phúc phận đàn ông lắm mà không làm chứ. Phi không? Thiệt.
Phải thử đi chứ. Anh nhớ em dặn anh đi chiều em. Không được tiền đây em à. Em đúng lông của anh rồi. Bóc chết luôn. Lỡ chị đụng sợi lông quan hệ ra thai đụng lông chân hệ đó đó nha.
rồi.